Vâng. Mà chứ cũng hiểu sao mà. Mà biết khi mà làm đó mới biết là rất là mệt. Nè, mà chứ mệt đó mà nói để mà nói đã làm rồi mới đã hy sinh cũng xác định là hy sinh cái nghề này rồi. 49 tuổi, làn da cháy nắng, vóc người thấp đầm, đúng chuẩn phụ nữ miền biển. Nhưng ở làng biển Hà Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bao người phải ngước nhìn bà Hoàng Thị Sử với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau khi đi xuất khẩu lao động từ Đức về, năm 2011, bà mở xưởng đóng sửa chữa tàu biển, dù ông cha không có ai theo nghề này. Dân tay ngang, lại là phụ nữ, hai năm đầu xưởng tàu làm ăn không thuận lợi và đứng trước bờ vực đổ vỡ. Kỳ lạ thay, người phụ nữ này vẫn quyết tâm theo đuổi, đi khắp nơi tìm hiểu, học hỏi để vực dậy đưa xưởng tàu của bà trở thành cơ sở khá lớn ở khu vực thành phố Đồng Hới hiện nay với quy mô có thể lo được cho những con tàu xấp xỉ 50 tấn. Tôi còn cái là khi nào mà kiểu cân mềm là chặt là chặt. À, mà cái là rõ ràng, hẳn rõ ràng ở điểm nào vậy đó. Tất cả đã làm việc thì phải theo quy mô là làm việc, làm một cách là phải nghiêm túc, nói một cách là phải đúng đắn, đó, hòa đồng với anh em của trong công nhân với cả là ba con khách hàng với làng xóm là mình hòa đồng, sai ở đâu mình gửi đấy, đó, và là có cái là tất nhiên là nói về cái để mình nói đánh bắt qua biển nữa, mình là cũng phải nghe cho mình không biết kiểu hoa thôi, nhưng mà đến đây mà để con tàu thì mình có thể là chia sẻ với anh em. Rồi là nói chuyện với cái khách hàng là phải biết rằng là nam nữ là bình đẳng, mình phục vụ mình sao là tốt cho anh, thứ nhất là an toàn con tàu, hai là may mắn cho ba con, thì cái này trên đây chứ đặt với vấn đề mà nói để mà trong nam khinh nữ mà kiểu không nghe lời thì thôi, thì cái này anh tự suy nghĩ hoặc là anh tìm ở đâu đó, chứ đến đây là chỉ có vui vẻ và là an toàn thôi. Để đạt được thành công ngày hôm nay, bà Sử hút từng không ít lần nhận lời gièm pha khi nhiều người chê bai xưởng tàu của một người phụ nữ làm chủ sẽ chẳng đến đâu. Bỏ ngoài tai tất cả, hơn chục năm qua, bà Sử vẫn quản lý tốt, đưa xưởng ngày càng phát triển, mang lại niềm tin cho khách hàng và lo công ăn việc làm cho hàng chục người khác. Phụ nữ thì làm sao mà nói có một cái... Dù anh có ở bên ngoài như thế nào chăng là ở trong lòng tại thì mình là một người phụ nữ. À, cho nên để mà nói là cứng rắn như con trai thì cũng không có. Cho nên những cái này là mình phải lấy cái gì? Lấy cái tinh thần, lấy ở ngoài. Để mà nói chuyện về giúp đỡ người ta là gọi là cái bề mặt của mình như thế nào, ở ngoài như thế nào mình cảm thấy làm được, đáp ứng được cái gì. Là mình giúp người ta cái đấy.